Châu Văn Chương xém được vô phim Hollywood, xém được nó quay vô phim Hollywood làm tài tử. Mà ngày đó là đứa em đứng được đem đứa cháu về, xong rồi má phải đi đám ma, đi đám có người chết, người trẻ tuổi. Khi mà quay phim đồ nó phải quay từ đầu đến cuối, mà mình đi ngày đó không được thì mất cơ hội kiếm mấy ngàn đồng xài. Tại nó quay nhiều ngày, quay mình không biết nó được đưa mình được cái bài gì để mình đóng nữa, mà nó chất xấu gì đó. Giọt mắt thì nó cũng đâu có được đâu, phải không? Giọt nước mắt đâu nó cũng như vậy thôi à. Thì mình phải đợi tới bài khác, có cơ hội khác. Mà biết là phim Hollywood nó có đời nào mà nó cần người Á Đông nữa đâu. Bây giờ mất cơ hội rồi, nói trước sau gì giọt nước mắt cũng không được nữa. Nếu bạn không có thấy Châu Văn Chương ở trong phim Hollywood đó, là lý do như vậy thôi. Khi nào mà mình có cơ hội là mình mất cơ hội à. Ok, mất cơ hội rồi, đi tính toán sau.